Vâng, các bác ơi, các bác có thể chơi một cặp bát 2 năm chính hãng của công ty BM này. Với cái chất âm của BM này thì các bác có thể lắp vào loa full. Hoặc nếu như giả dụ có ai thích mà lắp vào loa nằm mà để lấy tiếng ca, các bác có thể ra chơi dòng BM này. Hôm nay em giao cho khách hàng là 2 đôi luôn. Đấy, khách hàng quen, khách hàng ruột thịt của nhà em. Đây là bát 2 năm BM. Model là 10BM 200N. Made in China, là hàng chính hãng công ty BM nhá. 250W trên trở kháng 8 ohm. Từ 170/63, các bác lưu ý là đánh âm ly khỏe và đánh đẩy nhá. Xương cá trẻ đôi. Đấy, con này là hàng chính hãng công ty BM này. Gân của bát là gân 2 gân này, hàng chính hãng, các bác chơi cực kỳ yên tâm. Đấy, từ 170/63, bát 25. Đấy. Nếu như các bác mà chơi cặp bát 25 BM này thì sử dụng cho em là về mục đích cho em nhá. Nếu loa full thì không nói làm gì. Còn nếu như ta lắp vào loa lằm ấy, thì ta chơi cái gân vải này thì ta chơi là nời nhiều nhá. Có đâu nếu mà như các bác mà chơi cái loại đây này, em lên cho các bác cái đôi này này. Đấy, thích cái tiếng bát đúng không ạ? Nếu mà thích tiếng bát thì từ 170/63 của bát 25 Martin gân mút nhá, thì mình sẽ lấy cái tiếng bát nó nhiều. Lưu ý cho em, cái gân mút và gân vải nó sẽ khác nhau về chất âm. Đấy, anh em nhá. Anh em có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng nhá.